Xin chào quý anh em, mình quay quý anh em mình xem chiếc ghe lưới quay đêm của Phú Yên đang hạ thủy. Thì ở chiếc lưới quay này mình sẽ không nói kích thước để anh em tự phỏng đoán nha. Ghe này đóng ở Hòn Khói, Nha Trang. Chiếc ghe này mình từng quay cho anh em xem một cái clip về đánh kén nục dời 100 mấy chục tấn, anh em nhớ. Đây là cảnh hạ thủy của ghe. Ghe đóng mặt mở rất là căng, trần hông và hai cái dây mũi ra rất là đẹp ha. Đấy, mẫu ghe của Hòn Khói, Nha Trang thì ở anh em ở Phú Yên đóng cũng khá là nhiều, về tại Phú Yên khoảng tầm 5-7 chiếc. Đây là một trong những chiếc mà đóng đầu tiên về tại Phú Yên. Ở chiếc hôm trước, chiếc 82 mình cũng từng quay cho anh em xem lúc kéo lên ù, thì chiếc đó đóng trước chiếc này rồi mới tới chiếc này đóng tiếp theo. Chiếc 82 thì kích thước nó lớn hơn chiếc này. Đấy, anh em thấy mặt ghe mở xuống trần bụng, trần bụng này đã tạo cho cái chiếc ghe nó chở rất là mạnh. Mặc dù cái kích thước cái ghe này nó không có lớn, nhưng mà những cái dấu ấn về những cái mùa giải rồi lại cũng khá là hoành tráng. Quay cảnh hệ thủy với anh em xem. Đấy, mình đi ra quay phía bên hông của ghe nè. Ghe đang hạ thủy nha anh em, đang nằm trên con rùa đã chuẩn bị hạ thủy. Đấy, phía dưới kia là lòng sông. Ghe rất là đẹp ha. Phía bên ngoài kia là ghe của mình, chờ mấy chiếc ghe này xuống thì ghe của mình sẽ lên ụ. Đấy, dàn sàn đang di chuyển nè. Chiếc này sử dụng động cơ Komatsu 650 mã lực. Ghe này tầm 8-9 mùa nha anh em. 8-9 mùa nhưng ghe còn mới ken ha. Nhìn cái mẫu ghe nó không có xuống một tí xíu nào hết. Đó, những chiếc ghe đóng chất lượng thì cỡ tầm 10 đến 15 mùa thì hầu như cái bán ghe, cái mẫu ghe nó còn nguyên giống như lúc vừa mới đóng xuống. Chỉ một số chi tiết thì nó cũ theo thời gian thôi, chứ còn cái mẫu ghe là hầu như nó không có thay đổi. Đó, mình quay tại cái phần này cho anh em thấy cái dai bụng của chiếc ghe nè, nó mở căng, nhìn cái hầu của chiếc ghe nó bung dở sợ. Ghe cỡ tầm này mà sử dụng Komatsu 650 là nó hốt, nó chạy như bay luôn.
sắp tiếp giáp Hà Thủy rồi anh em ơi. Trong gần 10 mùa giải, từ lúc chiếc ghe này vừa mới đóng xuống thì những chiến tích mà nó ghi lại là rất đáng để nở ha. Anh điều khiển bằng bộ đàm. Mặt ghe mở tràn đẹp ha. Lưới quay đêm của Phú Yên. Cabin đóng rất là đẹp ha. Chuẩn bị tiếp giáp nước rồi anh em ơi. Anh em đội kéo làm nhìn rất là nhẹ nhàng ha. Ghe xuống rất là im. Nhìn chiếc ghe nó đứng ở trên dàn sàn nhìn gọn băng à. Dở sợ ha. Chiếc ghe gần cả 100 tấn mà. Những chiếc ghe 100 mấy tấn kéo lên kéo xuống nhìn gọn gàng quá. Ghe Hà Thủy thành công rồi nha anh em. Nhìn ván ghe xuống nước rất là đẹp ha. Chờ máy ảnh ở trên cái ổ kéo máy ảnh cảo cái dàn sàn lên lại là mấy anh em dê lui. Động cơ nổ máy bơm nước hoạt động rồi. Ổn định. Chúc cho anh em mùa giải năm 2021 hoàn toàn thắng lợi nha anh em. Bình quay rất là nhiều clip và trong mỗi clip Bình đều cố gắng xây dựng thêm một cái gọi là một cái kỷ niệm dành lại cho anh em và lúc nào cũng mong muốn là hướng tới anh em và muốn cho anh em những cái năm tiếp theo, những năm tiếp theo nữa là làm ăn hoàn toàn thắng lợi để cho Bình có cái cơ hội và có những cái dịp và ra những clip nó hay hơn, nó đặc sắc hơn. Cho nên là trong mỗi video mình cũng rất là muốn cái gọi là cái sự thoải mái của anh em để cho mình thực hiện những cái video cho một số anh em đam mê tàu thuyền, một số anh em đam mê cái nghề biển, họ có cái những cái thước phim gọi là đầy đủ thỏa mãn cái niềm đam mê của một số anh em, bởi vì có rất nhiều anh em làm biển ở những cái thế hệ trước đó. Rồi sau đó họ không còn có cái dịp, có cái cơ hội để làm biển tiếp tục nữa.
cho nên là những cơ hội mà để quay những cái con tàu hiện đại, những cái con tàu mà gọi là to lớn càng ngày theo cái sự phát triển cho đến ngày hôm nay. Bởi vì có một số anh em á, có những cái sở thích nó kỳ lạ lắm. Mặc dù là những anh em có thể là đã từng làm biển, hoặc những anh em đã từng đã lớn lên ở tại những cái vùng biển, thì nói chung là ai cũng có những cái đam mê về ghe thuyền, về máy móc hết á. Cho nên là được chiêm ngưỡng, được xem những cái video về những cái con tàu cá, nó giống như là thỏa mãn một cái điều gì đó mà mặc dù là mình không có làm biển, hoặc là mặc dù là mình không có cái cơ hội để tiếp tục làm biển nữa. Bởi vì cái nghề biển không phải là một cái nghề gọi là không phải là một cái nghề nhẹ nhàng để ai cũng có thể mà theo đuổi cái nghề biển cả cuộc đời cả. Cho nên là những cái clip mình quay lại thì với cái mục đích chính là để gọi là thứ nhất là mình cũng thỏa mãn đam mê, và những anh em khác cũng có dịp có cái cơ hội để chiêm ngưỡng hay là để xem những cái thước phim mà mình quay. Ok, cũng không nói lòng vòng nữa, thì năm mới rồi cũng chúc cho anh em có nhiều sức khỏe, để thỏa mãn cái niềm đam mê của anh em, rồi anh em có những cái bước đường hoạt động gì đó thì anh em chúc cho anh em thành công, và mình cũng cố gắng ra nhiều cái clip nó hay hơn, nó hoàn hảo hơn, và nó cũng gọi là nó gọn gàng và tươm tất hơn để phục vụ cho anh em nhiều hơn nữa. Và cũng xin được nhắc lại với cái đề tài cũ đó là trong video mình quay là không hề giật tít, không hề giật gân, hay không hề gây những cái sự mà gọi là thèm một phút huy hoàng rồi chập tắt á, thì những cái điều đó là mình không có làm. Mình sẽ làm theo cái sự phát triển, theo cái cuộc sống của bà con ngư dân, theo những cái con tàu thuyền đánh bắt, rồi nó cứ tuôn chảy như thế ở những mùa giải năm này, rồi mùa giải những năm tiếp theo để phục vụ cho anh em nhiều cái clip hay hơn nữa nha, đặc sắc hơn. Ok, chúc cho anh em năm mới hoàn toàn thắng lợi. Phía bên này là ghe của Bình, ngày mai là ghe của Bình sẽ kéo lên ụ ha, sẽ quay những thước phim của ghe mình cho anh em xem. Bữa giờ quay ghe của bà con nhiều quá, anh em đón xem clip tiếp theo của Bình nha anh em.